Cao tốc Cầu Giẻ - Ninh Bình đạt kỷ lục phương tiện với 105.000 lượt phương tiện lưu thông trong ngày 22 tháng 1, tức ngày 28 Tết. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng đã xác lập kỷ lục mới về lưu lượng với 60.500 lượt phương tiện một ngày đêm, tăng hơn cùng thời điểm Tết Kỷ Hợi 11%. Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đạt kỷ lục trong ngày 19 tháng 1, tức ngày 26 Tết, với 12.700 lượt phương tiện. Đại diện Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, dù lượng phương tiện tăng cao, nhưng tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản được bảo đảm.